Dành thời gian để suy nghĩ những gì mà mình muốn. Nếu bạn muốn thử một điều gì khác biệt, hãy dành thời gian suy nghĩ về những việc mình có thể làm. Không có gì tuyệt vời bằng tự do làm những việc mà mình thích. Biết đâu những điều đó sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của bạn, hoặc ít nhất bạn cũng đã được thỏa mãn mong muốn của mình. Ngừng quan tâm suy nghĩ của người khác. Nhiều người không dám làm điều mà họ muốn vì lo lắng thái độ của những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về những gì người khác nghĩ, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Thay vào đó, hãy sống theo cách mà bạn muốn, miễn không trái với đạo đức là được. Ngừng chờ đợi câu trả lời. Nếu bạn muốn xem một bộ phim, tham quan một cuộc triển lãm, bạn có thể mời bạn bè hoặc gia đình đi xem cùng. Nhưng nếu phải chờ đợi câu trả lời quá lâu hay lấp lửng, hãy ngưng trông đợi. Hãy tạo ra hạnh phúc cho chính mình mà không phải chờ đợi ai thực hiện điều đó. Tìm kiếm những người cùng chí hướng. Bạn bè và gia đình có thể không cùng sở thích với bạn, nhưng nếu họ không quan tâm đến sở thích nhu cầu của bạn, hãy tìm cách kết nối với những người khác. Rất may, kết bạn trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Các ứng dụng, nhóm và diễn đàn có thể giúp bạn tiếp xúc trực tiếp với những người cùng chí hướng. Biết đâu những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như thế lại mở ra một cơ hội hoàn toàn mới cho bạn. Kiểm soát những ngày tồi tệ. Có những ngày bạn cảm thấy mọi thứ đều trở nên tồi tệ, bạn sẽ rất dễ bị mắc kẹt nếu như không lập tức thay đổi. Luôn có những điều tích cực xung quanh để giúp vực dậy tinh thần của bạn. Hãy làm một việc gì đó để giúp bạn tĩnh tâm, thoải mái hơn từng chút một. Hãy tử tế hơn với bản thân và đừng trút cơn bực bội của bạn vào những người xung quanh. Tập thể dục. Bạn cảm thấy mệt mỏi và phiền não, hãy đứng lên, xỏ giày và bắt đầu chạy bộ, tập gym hoặc tham gia một lớp yoga. Hoạt động thể chất có thể giúp bạn tỉnh táo và vơi bớt những bực tức trong người. Bên cạnh đó, thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.